Hey yo, what's up và chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi giả lập chặt cây các bạn ạ. Không còn chơi Potato nữa mà mình chơi giả lập chặt cây nhá. Lần này thì mình sẽ chơi con Explorer. Giả lập chặt cây, đương nhiên là giả lập chặt cây rồi. Bởi vì sao? Bởi vì video này sẽ rất là lắm cây. Mình sẽ lấy full cây cho các bạn xem để chặt cây luôn. Ok, trước khi vào video hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Và đừng quên comment xuống phần bình luận để mình biết được các bạn muốn xem gì ở những tập kế tiếp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Let's go. Nào, cầm dao lên và chặt cây thôi các bạn. Chặt cây, chặt cây, chặt cây. Nhiệm vụ của chúng ta là chặt nhiều cây nhất có thể nào. Chặt, 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 chặt. Đi chặt hết cây nào. Chặt đi, chặt đi. Chặt trước khi nó spawn lại. Chặt đi, chặt đi. Nhiều cây quá, nhiều cây quá. Chặt thôi, chặt thôi. Ok. Cây đâu, cây đâu. À từ từ. Trước khi lấy nhiều cây thì phải lấy tốc tốc đánh cái đáng. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 2000 như này đủ rồi. Bầu lại tí ren 66 à. Đây, bù lại cái này cho nhanh. Giáp bị âm à? Giáp bị âm thì... đấy. Bù lại giáp luôn. Máu à? Đây. Đấy. Đấy, mấy cái đấy là tăng máu ngay. Đây, máu đây. Máu đây. Máu, quá nhiều máu luôn đi đây. Trừ tốc độ đi đây. Đấy, cái này cũng được này. Đam mình đang là âm 86. Lấy cái bật lửa. Lấy cái bật lửa đi. Ok chưa? Đam tầm này ok chưa? Ồ, lấy cái gì nữa không? Thế thôi nhở? Lấy... chẳng lẽ lấy nốt cái này. Lấy nốt cái này đi. Rồi, bắt đầu chuẩn bị vào chặt cây tiếp nào. Đáng ra phải lấy cây đúng chứ. Mình đi lấy liên thiên cái gì ấy? Đáng ra phải lấy nhiều cây mới đúng. Rồi, vào quay 3 luôn các bạn ơi. Chỉ đi chặt cây thôi. Tầm này là chỉ việc chặt cây thôi. Chặt hết, chặt hết, chặt hết. Giả lập chặt cây, giả lập chặt cây. Ô, nhanh hết cây thế nhở. Nhanh hết cây thế nhở. Làm sao mà có thể nhanh hết cây được. Cứ chặt đi, cứ chặt đi. Rồi, ok. Tạm thời thế đã. Lấy chặt cây này. Đâu rồi, chặt cây đâu rồi? Đây, 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 đây. Cây đây, cây đây. Đương nhiên là phải full chặt cây rồi. Ok, 8 đam không cần lấy. 45 tầm không cần lấy. 6 tốc chạy đi. Rồi đi. Kiếm à? Kiếm không cần kiếm. Giờ chỉ có cây thôi. Pick up này. Cái này lấy được. Cái này lấy được. Cây này. Giờ dao phải dao xanh cơ. Ô thôi, bỏ qua mất cái dao xanh rồi. Mắt mũi để đâu ấy. Cây nữa này. 76 cây rồi. Cây tiết này. Ok, sau cây 4 luôn các bạn ơi. Chặt hết, chặt hết. Ui, nhiều cây quá. Nhiều cây quá nó bị lag các bạn ơi. Mỗi lần nó spawn cây ra là bị lag đấy. Nên là phải chặt nhanh hết sức có thể này. Nhiều cây nó lag lắm. Ui ui, thế thì mình phải giảm cái lượng cây căn bản ở trong này xuống rồi. Để cây mà mình lấy thôi. Ui 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 ui. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Giờ sẽ ít cây hơn đấy. Bởi vì mình để cái cây ở trong cái phần kia nó sẽ giảm xuống. Thì nó sẽ ít cây hơn đấy. Không nhiều cây đến mức này đâu. Ok 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 ok. Cây 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 cây. Lấy... có cần lấy đam nữa không? Đam nữa để tí đánh quái big boss gì không? Nếu như cần thì lấy thêm cái mini đam ấy. đây này, đấy. Đam kia giảm à, thì đây. Thoải mái, đam biết giờ thoải mái. Cây nhiều mà, cây nhiều, may mắn nhiều, ra hòm nhiều, yên tâm. Cân hết được, cân hết. Tuyên bố cân hết luôn. Lấy hết cây đi. May mắn đang là 280 hơi nhiều nên là ra hơi lắm hòm các bạn ạ. Nhưng không sao, đầu tư. Ok, lên level à? Lên level chắc là lấy hồi máu đi. 10% tốc đánh, 6 máu. Một giáp cũng được. Hồi máu đi. Cây tiếp này. Không cần roll đồ làm gì nó mất thời gian. Mình chỉ đi chặt cây thôi mà. Nhiệm vụ của mình là đi chặt cây. Mình là tiều phu đi bỏ củi. Ôi, vẫn lắm hòm nhỉ. Khi thoảng chém mấy con quái nữa. Cây tầm này thì vẫn ok, chưa lag lắm. Vừa nãy mình x30 lên cơ mà nên nó mới lag như thế. Bây giờ mình để có x1 thôi, cho nên là nó không thể nhiều cây đến cái mức nó thể lag được đâu. Có gì phải đến tầm quay mình mấy thì máy ra nó mới lag được. Mà nó lag thì mình sẽ tắt cây đi luôn. Bởi vì cái cây này chả có cái cách nào để giảm nó xuống cả. Không như quái này mình có thể giảm xuống được. Full cây thôi. Nếu như mà thấy nhiều may mắn quá, ra lắm hòm quá thì đây, lấy cái này để giảm may mắn xuống này. Để còn khoảng 200 may mắn thôi. Đấy, 200 may mắn chắc là ổn rồi nhỉ. Còn lại là lấy cây. Đây, cây đấy. Tha hồ mà chặt. Lấy 12 dot đi. Làm cho thúc đánh không? Mình lấy dot cơ. 12 dot, tăng cây tiếp. Dao xanh này. Cây tiếp pick up. Cây tiếp này. Combine cái này, mua con dao xanh đi. Dao xanh nữa này, cây này. Dao tím này, ok, full 6 dao tím rồi. Vào luôn này. Chặt hết. Chặt hết chứ còn gì nữa. Cứ chặt đi. Chặt hết. Quái mình để ít có 1,5 thôi. Chủ yếu đi chặt cây mà. Cần thiết mình tăng lượng quái lên chút. Đấy, để x 2,5 nhá. Ok, quái đông hơn rồi đấy. Nhưng mà nhiệm vụ chính vẫn là đi chặt cây. Chặt cây là chủ yếu thôi. Ok. Xong này. Tiếp tục lấy cây. Từ giờ trở đi là chắc là chỉ lấy cây thôi. Không lấy gì khác nữa đâu. Full cây. Ok, full cây xong này. Tiếp tục quay 7 luôn. Chặt cây. Chặt thật nhiều cây. Quái đồng phết nhỉ. Mình để có 2,5 lần thôi. Mà cũng tương đối đông đấy. Không biết lấy được bao nhiêu cái cây rồi. Lấy được 295 cái cây rồi. Nhiều ra phết nhỉ. Phải lấy được khoảng mấy nghìn cái cây. Nhìn mình sợ. Lên tầm khoảng mấy nghìn cái chắc là lag lắm. Máy mình cấu hình nó yếu cho nên là lên mấy nghìn cái mình sợ là máy không chịu nổi đâu. Có ông ở nước ngoài, ông ấy chơi, ông có lên được khoảng mười mấy nghìn cây cơ mà các bạn. Nhiều lắm. Mình thấy ông ấy lên mười mấy nghìn cây mình thấy kinh khủng đấy. Nhưng mà máy mình thì chắc là không lên được đâu. Máy mình chắc khoảng 3.000 cây hoặc là 2.000 mấy cây là căng lắm rồi. Lúc đấy là chịu rồi. Tiếp tục lấy cây. Ok, 9 máu, 9 đốt. Rồi, vào luôn. Tầm này không có xương đồ, xương giếc gì cả. không cần phải dồn đỏ luôn. Quái cứng đầu phết nhỉ. Nhiều cây, nhiều cây. Chặt cây đây. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Không sao, lo được, lo được, lo được. Nhiều cây thì nhiều chứ, chặt được hết. Rồi, xong. Hết quay rồi, lấy cây thôi. Lấy cái gì khác ngoài cây thì làm sao mà lấy được. Giờ là full cây thôi. Cái này là cái gì? Start bắt đầu. Ok, hết quay. Ok, 12 tốc chạy, 10 tốc chạy nữa. Nào, vào quay 9 nào. Ui giời, lắm cây này. Lắm cây với chúng tôi này. Bao nhiêu cây cũng vừa hết. Chặt hết. Chặt mọi thể loại cây luôn. Cây cứ mọc lên là chặt, mọc lên là chặt. Mang dao ra chặt cây kinh. Rồi. Xong hết thời gian chưa ta? Kể ra cái đồng hồ cái nó làm đừng trôi nhỉ. Cái đồng hồ cái nó làm đừng trôi thì có phải là biết từ bao nhiêu giây không? Nhưng mà cứ nhiều hòm quá nó lại trôi. Rất là bất hợp lý nhá. Lấy cây thôi, full cây. Cần thiết thì lấy thêm tí tốc chạy nữa thì lấy. Tốc chạy. Lấy thêm cái cánh ấy. Cái cánh cũng được. Đấy, lấy thêm 2 cái cánh. Chạy 100 rồi, chạy quá nhanh rồi. Còn lại lấy cây đi. Full cây, với 9 rồi. Hai cái này chắc là lấy 6 dot này. 12 dot ra đi. Tốc chạy không? Lấy dot cơ. Mình thích lấy dot cơ. Ô thôi, bỏ qua cái 12 dot rồi. À đây. Rồi, tiếp tục luôn các bạn nhá. Tầm này không có chần chừ gì cả. Chém hết bọn này đi. Chém. Chặt hết luôn này. Ui, nhìn cái dao nó quay sướng vãi. Ui, chặt thích thế nhở. Chặt thích dã man. Ui giời. Chặt sướng đấy, chặt hơi bị sướng luôn đấy. Ui giời. Quái kìa. Đây là trận chiến ở trong rừng các bạn ạ. Đang đánh ở trong rừng đấy. Ok. Chắc là vẫn cây thôi. Lấy hết cây đi. Attack speed có gì tí nữa mình tăng sau. Tí nữa ra kia mình lấy qua cái lên level ấy. Mình tăng dot lên là attack speed nó tăng mà. Cần gì phải lấy trong này đâu. Lấy mấy thêm cái turret nữa cho nó vui. Ok. Đấy. Ra ngoài này thì lấy dot này. 6 dot này nó tăng tốc đánh này. Đây 6 dot nữa này. 3900 kìa. 10 dot này. 10 dot minus speed. Ok. Vô. Chặt hết. Quay này còn có boss nữa, không để ý đấy. Boss thì boss chứ sợ gì boss. Tầm này không ngán một con boss nào luôn. Tầm này chỉ sợ cây nó lên nhiều quá thì nó lag thôi, chứ còn không ngán một cái gì cả. Ui chặt, ui chặt, 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 chặt. Chặt như thế này cơ mà. Chặt hết, chặt hết. Cố gắng là không sót được một cái cây nào nhá. Thử xem nào. Ôi nhưng không kịp các bạn ạ, nhiều cây quá. Chưa chặt hết tơn này, tơn sau nó lại mọc lên rồi. Không kịp, không kịp. Ok, rất nhiều hòm. Và chúng ta sẽ lại giấy rất nhiều cây. Lúc nào mà cảm thấy nó hơi lác đác rồi thì thôi, mình sẽ tạm thời là không lấy cây nữa. Lúc đấy mình sẽ lấy cái khác, bởi vì nhiều cây quá nó mọc lên lác lắm. Quay 11 à? Quay 11 thì không biết được bao nhiêu cái cây rồi. 40 dam à? Armor 12 harvesting, 8 dam, crit 6 dot. Được 675 cái cây rồi. Khá nhiều đấy, sang quay 12 luôn các bạn ơi. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Cây đâu hết rồi. Mọc ra nữa đi cây ơi. À đây rồi. Chát, 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 chát. Map để lại 100% đi. Ok, ok. Xem bot nào. Bot mình để hơi ít bot nhỉ. Vừa nãy để có từng này bot thôi. Cho lên là 50 con đi. Chặt đi, chặt đi. Chặt đi, chặt đi. Tích cực chặt cây vào. Ok, ok, ok. Chặt này, chặt này. Ui, nhiều cây tơi rồi. Quay này quay 12 à? Quay 12 mà nhiều cây như thế này rồi thì đến tầm quay 18 này không biết là như chân như nào nhỉ. Quay 20 thì chắc là nó spawn ra lúc lag lắm. Ok, tiếp tục lấy cây mà thôi. Cây bây giờ đang là chân ái. Cây nhiều cây quá, nhiều cây quá. Khuôn cây đây. Quay 12 còn 8 quay nữa cơ mà. Nhiều lắm, nhiều lắm. Dự tính là lên tương đối nhiều cây đấy. Cái này thì mình sẽ lấy né tránh. Né tránh đâu ấy nhỉ? Né tránh rồi. Ô, à đây rồi, 12 dot rồi. À, tiếp tục luôn các bạn ơi. Quay 13. Tập này là không ngán một con quái nào rồi. Chỉ sợ là lắm cây quá nó lag thôi, chứ còn chiến hết. Không sợ một cái vật thể gì nữa. Sợ duy nhất là lắm cây quá nó lag thôi, chứ còn không lo, không sợ một cái gì cả. 2.300 dam là tương đối to rồi, đủ để chém boss rồi. Các bạn nhìn cái dao nó quay kìa. Cái dao nó quay kìa. Nó quay một cách kinh khủng luôn nhá. Rồi bắt đầu thấy cây nó spawn ra là hơi lác lác một chút rồi đấy. Ui 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 ui. Lúc cây nó spawn ra là hơi lag một chút rồi đấy. Cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc. Rồi xong. Chắc là vẫn cây thôi. Lấy hết cây đi. Giờ chắc phải gần 1000 cái cây rồi nhỉ. Chắc được 900 cái, 900 cái cây đấy. Sợ còn hơn đấy chứ. Ok, hai cái này chắc là lấy em tốc chạy. Chạy cho nó nhanh, chém cho nó tít. Đây. À, mình tốc chảy nữa này. Cái này thì mình cứ lấy dot thôi. Mình lấy full dot. 6 dot nữa này. Ok, xem nào, 870 cái cây rồi. Nhiều giữ nhưng mà chưa đủ. Phải nhiều hơn nữa. Ui, chém tít phết nhở. Chém kinh ấy. Không phải dạng vừa đâu. Chặt hết. Không chừa một cái cây nào luôn. Chặt mang về xây nhà, mang về làm bàn ghế. Kiểu kinh doanh đồ nội thất luôn ấy. Ui, cây nó spawn ra nhiều lag này. Không sao. Hơi lag một chút. Nhưng mà hết quay rồi. Rồi, ok. Hết quay rồi. Đây. Lại spawn cây đây. Spawn cây nhiều hơn. Lâu mới làm một cái video kiểu chặt cây này thôi. Chứ chơi chặt cây nhiều quá, các bạn xem các bạn thấy nhiều cây các bạn lại chán. Mà làm cái video chặt cây này cũng tốn công phết đấy. Bởi vì ngồi nhặt hòm ấy các thứ lâu. Nếu như mà lên may mắn 3 dot 12 tốc chạy. Cái này nữa. Ok. Và quay này thì mình sẽ giảm lượng quái đi các bạn ơi. Bởi vì nếu như để tăng lượng quái thì nó sẽ lag. Bởi vì quay này quái nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Ok. Nhào vô. Nhào vô. Chặt gần hết cây luôn này. Đây rồi, lại một đợt cây mới rồi. Chặt hết. Ui, bắt đầu lắm cây này, bắt đầu lag này. Cây mới lại quái nó ra đồng thời một lúc ấy, cho nên là rất là lag. Đấy. Cứ cây mới quái nó ra đồng thời một lúc là lag. Rồi, biết rồi, bình tĩnh. Biết là lag rồi. Rồi xong cái quay nhiều quái này để nó lại bình thường ấy mà. Tiếp tục lấy cây thôi. Cứ cây mà dã. Chắc là hơn 1000 cây rồi đấy. Phải được hơn 1000 cây rồi đấy. Hơn 1000 cây thì vẫn là bình thường. So với lại cái ông ở bên nước ngoài, ông ấy chơi mười mấy nghìn cây thì mình chỉ là con muỗi so với ông ấy thôi. Cơ bản máy mình yếu, máy mình cạc yếu lắm. Máy mình không tải được. Không tải được cái số lượng cây nó nhiều đến cái mức vậy đâu. Cho nên là mình cũng chấp nhận thôi. Nào, tiếp tục quay 16 các bạn ơi. 1092 cái cây rồi. Chơi đi. Chặt đi. Chặt hết chúng nó. Ui. Từ hơi ít quái. X2 quái đi. Mất công rồi. Thì phải x nó nhiều một chút. Không quá nhiều là được. Ui. Chặt cây sướng dã man. Chặt tê. Ui, lắm cây tê nhở. Lại hết quay rồi sao ấy nhở. Rồi, hết quay. Ui, rồi hơi 1000 cái cây cơ mà. Hơn một nghìn cái cây thì bảo sao nó chả lúc nó chả hơi lác lác một chút. Tí nữa cơ, tí nữa mà lấy nhiều cây nữa thì nó còn lác nữa. Rồi, sắp hết cây hòm này rồi. Có đâu đấy vài chục cái hòm nhưng mà không có nhiều. Vài chục cái làm gì đâu ra nhiều đúng không? 12 speed 6 này. Lấy tìm cái dot ấy. Tìm cái dot mà lấy 15 tốc đánh không? Và dot cũng được. 1200 cái cây rồi các bạn ơi. Quay 18 à? À nhầm, quay này quay 17 à? Quay sau đây. Quay sau mình sẽ để thời gian nó vào dài ra một chút. Để đánh hết 100 con boss. Ui, chặt nhanh dã man. Cây đâu hết rồi. Ui, ui, ui. Chặt như thế này cơ mà. Chặt như này thì ghê quá. Sổi cây này. Từng lớp một đi luôn. Làm sao mà đỡ lại được. Sao mà đỡ lại được. Khó lắm, khó lắm. Ôi, hết quay. Lại lấy cây thôi. Tầm này là chỉ có cây thôi, không có gì hơn cả. Đây, cây đây. Lấy cây tương đối mỏi tay đấy. May mắn thì không nhiều lắm đâu, chỉ có 198 may mắn thôi, nhưng mà cây thì nhiều nên là lượng hòm nó spawn à, nó rơi ra cũng nhiều tương đối. Chứ cái đống may mắn kia mà các bạn để khoảng nghìn may mắn nhá. Các bạn chặt cây nào nó ra cây đấy hòm thì thôi. Xác định là lấy hòm mỏi tay luôn ấy. Nào, tiếp tục quay 18 nào. Quay này mình sẽ tăng lên một chút thời gian để cho nó spawn ra nhiều quái. À nhầm, nhiều boss. Boss thì để 100 con nhé các bạn nhá. Nào chơi. Nhào vô kiếm ăn. Chém hết. Phải đi chặt cây nữa cơ mà. Chặt cây đã. Chặt cây cũng thể giết quái luôn. Nhiều cây quá nhở. Ui, lác. Nhiều cây nhiều quái quá nên là nó lác. Ok, bình tĩnh. Bình tĩnh. Mình cần lấy hết đống quái này xong mình chặt cây tiếp này. Ui, lác. Ui, lác. Ui, lắm cây quá. Ui, lắm cây. Lác quá, tắt cây đi bây giờ chứ lại. Ok, bình tĩnh. Ôi, hết thời gian. Ui trời ơi, thề với các bạn, nó đứng luôn ý, chả nhìn thấy mình đâu ấy. Nhưng mà không sao, hết quay rồi. Chúng ta chiến thắng lũ quái vật xấu xa và độc ác. Lũ bot. Quay này thì lắm cây là phải rồi, bởi vì mình chém bot nhiều mà. Phải vài chục con bot là ít. Mình spawn 100 con bot cơ mà. Sau lại 90 giây, khoảng 90 giây nhỉ? Bởi vì mình x thời gian lên mà. Đấy, ấn mãi không hết hòm này các bạn này. Giờ mới thấy thanh thời gian này. Ok. Xong quay 18. Bây giờ 9 dot này. Ồ, 6 speed cũng được. Ồ, 15 cho tốc đánh đi. Nào xem nào, giảm thời gian xuống đi. Để một x1 thôi. Cái này là cái gì đây? Phải tẩy cái này này. Nào, vào wave 19 các bạn ơi. Nhiều cây quá nhở. Nhiều cây quá nhở. Tiếp mình chạy như ma đuổi với chẹt cây luôn ấy. Giờ mình còn chạy nhanh nữa cơ. Chặt hết thì đã. Để nhiều cây nó lag. Đến quay sau quay 20 thì mình chỉ có để bot thôi các bạn nhé. Mình sẽ tắt hết quái đi. Ui xồi, nó lắm cây quá. Lắm cây rồi lắm bot nữa. À nhầm, lắm quái nữa. Thế cho nên là nó rất là lag. Ui giời, lắm quái. Ồ, hết giờ. Xong quay 19 này. Quay 19 lấy cây đây. Tiếp tục lấy cây thôi. Lấy hết cây các bạn ơi. Đã gọi là chơi giả là chặt cây thì phải lấy hết cây thôi. Full cây. Nhiều cây nhất có thể nè. Cây. Rồi, tổng kết lại xem mình lấy được bao nhiêu cái cây các bạn nhá. Cái này thì lấy 12 dot. Này lấy dot tiếp. Cây này. 1600 cái cây các bạn ạ. 1657 cái cây các bạn nhá. Nào, W20 nào. A4. Tắt quái đi, tăng bot lên. Rồi, để em xem mình chiến đấu với lại 100 con boss như thế nào nhá. 200 chứ, nhầm. Chém hết con này đã. Chém bọn này đã. Cây để sau. Cuộc chiến trong rừng luôn đấy. Ui rồi lag, ui rồi đơ. Nào, bình tĩnh. Bình tĩnh, trời ơi, ai cũng sẽ có phần thôi. Cây spawn ra nhiều quá. Lag quá. Tí thì mình tắt cả cây đi bây giờ chứ đấy. Vừa nhiều bot, vừa nhiều cây này đỡ sao nổi. Đơ rồi, chính thức đơ rồi. Máy mình chính thức thất thủ rồi. Máy mình đơ rồi các bạn ơi. Ui dồi ôi, nó đứng. Tắt cây cho nó hết đứng. Tầm này không cần phải cây nữa. Tầm này mình giết boss đã. Bảy mươi mấy con rồi. Giết chúng nó. Ôi đồng thế nhở. Ui. Nào, bình tĩnh nào. Mình giết hơn 100 con rồi đấy. Không phải dạng vừa đâu. Uầy, đồng. Ôi, thắng rồi các bạn ơi. Cái trò giả lập chặt cây này hơi lag một chút. Nhưng mà cũng sướng, cũng phê. Đấy, mình lấy được khoảng 1600 mấy cây các bạn ạ. Nói chung là nhiều hơn cái video cũ của mình. Video cũ của mình thì khoảng 1400 cây đúng không? Video này 1600 cây là cũng tương đối nhiều đấy. Mình cũng không dám cái x cái cây cơ bản là trong cái phần mod lên ấy. Mình mà x lên thì thôi máy mình nó không chịu được các bạn ạ. Rồi, kết thúc clip ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay hãy để lại cho mình một like và một subscribe video. Và đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà các bạn muốn xem nhé. Ok, bye bye, see you again later.